lãnh đạo quận ủy Thốt Nốt vừa có buổi làm việc với đảng ủy phường Trung Kiên về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội quý 1 năm 2024. Trong quý 1, đảng ủy phường Trung Kiên đã triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, văn bản chỉ đạo các cấp. Các chi bộ đã phát động đăng ký thực hiện 18 mô hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. 37 mô hình điển hình dân vận khéo năm 2024. Kinh tế xã hội tiếp tục phát triển ổn định, hoạt động công nghiệp, thương mại dịch vụ tăng trưởng khá. Tổng các nguồn thu ngân sách được hơn 3 tỷ 300 triệu đồng, đạt 39% kế hoạch, đã vận động cấp phát hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng nhân các dịp lễ, Tết với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng. Các chính sách về y tế, giáo dục, an ninh trật tự được duy trì, giữ vững ổn định. Lãnh đạo quận ủy Thốt Nốt đề nghị đảng ủy phường Trung Kiên cần quan tâm rà soát lại chỉ tiêu chưa đạt để tập trung thực hiện, nhất là các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, thu ngân sách, vận động bảo hiểm y tế. Trước mắt, cần thực hiện tốt các bước chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng khu vực nhiệm kỳ 2024-2029, đẩy mạnh công tác xây dựng kết cấu hạ tầng, thu ngân sách, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.